Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2021, tại diễn đàn Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản,
và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đã chấm dứt. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng bắt đầu vào chương trình hôm nay. Trân trọng kính mời. Đầu chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc Việt Nam Đào Minh Quân. Kính mời quý đồng bào cùng lắng nghe. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nhân dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại thành vì nước hy sinh cho đồng bào tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân gian chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lòng tham. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đầu sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lòng tham. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ ánh dương đang soi sáng toàn nước Việt Nam của chúng ta và lan tỏa khắp địa cầu. Chắc chắn là ngày đó sẽ đến, và hiện tại ánh sáng đang lan tỏa khắp nơi qua một vụ kiện chấn động cả thế giới. Đức Quốc Công đã thắng vụ kiện tại Tòa án Môi trường Quốc tế, và Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam phải bồi thường cho Đức Quốc Công 38.000 tỷ Mỹ Kim, một thắng lợi quá vẻ vang cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên, từ ngày chúng ta đã thắng được Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, ngày 14 tháng 4 năm 2021, đây là một sự kiện vẻ vang và vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày sắp tới sẽ được tự do, no ấm.
và toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy vui mừng và cùng nhau tích cực tham gia trưng cầu dân ý, tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ký Đạp Mặt Hồ Mao để chứng tỏ mình không chấp nhận chế độ cộng sản ở tại Việt Nam, và toàn dân Việt Nam sẽ được hưởng no cơm ấm áo do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đem về cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng ngần ngại mà hãy nhanh tay trưng cầu dân ý, tham gia ký Đạp Mặt Hồ Mao, tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có rất nhiều ban ngành và người dân của chúng ta hãy tham gia để giúp dân cứu nước. Vì Cộng sản Việt Nam đã phá nát đất nước Việt Nam của chúng ta, bây giờ cả một đất nước nghĩa là rất là thê thảm và môi trường thì độc hại, thì Đức Quốc Công khi về sẽ đem lại cho nước Việt Nam của chúng ta một không khí tươi mới, môi trường sạch sẽ, người dân sẽ được sống lành mạnh, cơm no áo ấm. Đó là điều mong mỏi nhất của toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân đừng ngần ngại mà chúng ta hãy vào các link để trưng cầu dân ý và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Các link trưng cầu dân ý chúng tôi đã phổ biến rất nhiều, và nếu chúng ta không có vào được link này thì chúng ta vào link khác. Và những người dân khi đã trưng cầu dân ý xong, chúng ta hãy tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và gửi email về cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, và chúng ta điền hồ sơ ký Đạp Mặt Hồ Mao để tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để giúp dân cứu nước. Và khi chúng ta vào các link, một link ngắn hoặc là link dài cũng vậy, link nào cũng được hết. Việc đắp ba chữ W là www.trưngcầudânýviếttắt.us, hoặc là ba chữ W rồi trưng cầu dân ý viết tắt .info, info viết tắt là y ngắn NFO, hoặc là chúng ta vào ba chữ W rồi trưng cầu dân ý viết tắt .world, world là WORLD, hoặc là chúng ta vào link chính phủ ba chữ W rồi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt .com, hoặc là Việt Nam Cộng Hòa 3 viết nguyên .com, hoặc là link ba chữ W đón tổng thống viết nguyên .com. Có rất nhiều link để chúng ta vào đó điền để trưng cầu dân ý, và người dân sẽ có được số căn cước ghi lại, để người dân sẽ được phát thẻ căn cước khi Đức Quốc Công về nước. Và hiện nay chúng ta hãy nhanh tay lên để tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, gửi email về cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt @gmail.com, rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ nhận được mẫu đơn, và khi chúng ta nhận mẫu đơn thì chúng ta sẽ điền những đơn đó, và nếu không có hiểu gì thì sẽ liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn để cho tất cả đồng bào chúng ta có thể điền đơn cho đúng và gửi một lần, để khỏi phải mất công rồi gửi tới gửi lui, sửa tới sửa lui. Cho nên chúng tôi sẽ trực tiếp để hướng dẫn cho quý đồng bào để mà điền đơn cho đúng. Rồi khi điền đơn xong thì cũng gửi về địa chỉ là Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt @gmail.com, chứ không có gửi cho tôi, cho chúng tôi, vì chúng tôi không có nhận đơn. Chúng tôi chỉ hướng dẫn mà thôi. Cho nên đó là một cái cơ hội cho người dân sẽ thể hiện tấm lòng của mình để cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giúp dân cứu nước. Cho nên là người dân hãy an tâm, hệ thống trưng cầu dân ý rất an toàn, tiện lợi, miễn là chúng ta làm một mình, không nói cho ai biết rồi gửi đi, chắc chắn Cộng sản sẽ không bao giờ phát hiện được.
khi chúng ta điền đơn để tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng vậy, khi điền đơn thì gửi vào email đó không có qua trung gian ai cả, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt @gmail.com, không có qua trung gian ai cả thì chắc chắn là Cộng sản cũng không biết. Chúng tôi chỉ hướng dẫn mà thôi, chứ không có gửi đơn cho chúng tôi. Cho nên từ chỗ đó đồng bào được an toàn và yên tâm. Hệ thống trưng cầu dân ý hiện nay thì đã hơn 8 triệu phiếu. Tất cả những người dân chúng ta hãy nhanh tay lên. Đây là quyền lợi của người dân và bổn phận của người dân khi đất nước đang lâm nguy. Thì người dân phải thể hiện tấm lòng của mình là muốn được tự do thì phải nói lên tiếng nói của mình. Đó là trưng cầu dân ý, tham gia ký đập mặt Hồ Mao, tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để cho Đức Quốc Công biết được là đồng bào muốn được tự do và muốn được no cơm ấm áo. Còn những chuyện khác thì Đức Quốc Công đã làm sẵn cho người dân hết rồi. Người dân chỉ cần vài phút trên điện thoại cầm tay và làm những cái đơn để tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng không có khó nhọc gì cả. Khi quý đồng bào gửi email về cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để xin mẫu đơn thì quý đồng bào nhận những mẫu đơn đó và tự viết tay ra, nhìn vào những mẫu đơn ở trong email đó, tự viết tay ra rồi chụp hình cái đơn mà mình đã điền đầy đủ rồi, rồi gửi đi. Không có ai thấy, không ai biết cả, một mình làm không ai biết. Đó là một cái cơ hội an toàn mà Đức Quốc Công đang bảo vệ người dân. Vì Ngài biết những cái tên Cộng sản nó rất là gian manh xảo trá, coi người dân là kẻ thù tiềm ẩn. Khi chúng đã thắng và cướp được chính quyền, cho nên Đức Quốc Công đã tạo cơ hội cho người dân được thực hiện cái hoài bão của mình là được tự do, no ấm trên chính quê hương đất nước của mình bằng lá phiếu trưng cầu dân ý và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đức Quốc Công đã tạo cơ hội thuận lợi dễ dàng nhất cho người dân để thực hiện. Thì người dân đừng có để cho Cộng sản phải dụ dỗ dẫn dắt mà đi vào con đường tăm tối, rồi chính người dân gặp những thiệt hại, thiệt thòi cho bản thân của những người dân Việt của chúng ta mà thôi. Cho nên từ chỗ đó chúng tôi kêu gọi tất cả những người dân hãy sáng suốt nhận định, vì những ngày sắp tới là Cộng sản sắp sửa bị tiêu diệt. Cho nên từ chỗ đó chúng rất là quậy để mà là những cái chiêu trò vùng vẫy trước khi chết. Cho nên người dân chúng ta hãy an tâm trưng cầu dân ý trong âm thầm và điền đơn cũng tự mình làm, không có ai biết, và hãy nhanh tay lên, vì những ngày sắp tới là chúng ta sẽ đến chung cuộc. Cho nên người dân phải nói lên tiếng nói của mình, đừng có để nước tới trôn rồi mới nhảy thì không có còn kịp nữa. Và hiện tại Đức Quốc Công đang cứu nước, Đức Quốc Công đang lo cho người dân được no cơm ấm áo, thì người dân phải thể hiện trách nhiệm của mình. Vì Đức Quốc Công đã cho người dân biết được cái tên Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình không phải là người Việt Nam. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng, đã do Tàu Cộng cài vào đất nước Việt Nam của chúng ta và chui ra từ hang Bắc Bó, cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945. Và hôm nay chúng đã bị Đức Quốc Công vạch mặt ở tại UNESCO, cơ quan văn hóa khoa học thế giới UNESCO, vì Cộng sản Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng, tưởng là đã là cai trị được đất nước Việt Nam, nhưng xin thưa không, Cộng sản cướp nước Việt Nam thì đến hôm nay phải trả lại cho những người chủ của đất nước Việt Nam
và Đức Quốc Công đã đại diện để lãnh đạo nước Việt Nam sẽ đem cho tất cả những người dân được trở lại cuộc sống tự do no ấm. Thì người dân cần phải nói với nhau để nói cho nhau biết Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng, do Tàu Cộng cài cắm vào nước Việt Nam của chúng ta, bắt người Việt phải tôn thờ là cha già dân tộc. Đó là một điều sỉ nhục đối với toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta mà Đức Quốc Công không bao giờ chấp nhận, và biết rằng người dân Việt của chúng ta cũng không bao giờ chấp nhận đem một tên giặc mà bắt người dân phải tôn thờ. Cho nên Ngài đã cho người dân thấy Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng, vì Cộng sản Việt Nam cho là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, có phải không thưa quý đồng bào? Cho nên Ngài đã yêu cầu khi Cộng sản muốn đem Hồ Chí Minh ra để vinh danh là danh nhân thế giới tại cơ quan văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO, thì khi mà đem ra xin vinh danh thì Đức Quốc Công đã yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải chứng minh cho được dấu vân tay của Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình và dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc có trong thẻ căn cước hiện tại ở Sở Liêm Phóng Phòng Nhì của Pháp đang giữ cái thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc có dấu vân tay. Thì phải chứng minh cho được hai cái dấu vân tay này nó phải giống nhau thì mới là một người. Tại vì Cộng sản Việt Nam cho rằng Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, thì như vậy nếu cho là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì phải cho thấy cái dấu vân tay của hai người này là một, có phải không thưa quý đồng bào? Cho nên Cộng sản Việt Nam không có chứng minh được, vì Hồ Chí Minh là người Tàu, Tàu Cộng, còn Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam, không chứng minh được. Cho nên từ ngày đó, đúng ra là người Việt của chúng ta thấy được điều này thì nước Việt Nam của chúng ta đã được tự do từ năm Cộng sản Việt Nam muốn vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới ngày 19 tháng 5 năm 1989 rồi. Nhưng vì Cộng sản nó ma mãnh che giấu, gạt gẫm, lừa dối người Việt của chúng ta, cho nên chúng bưng bít thông tin và người Việt không biết gì cả, mà chúng trở về nước thì vẫn cho là Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Cho nên cả một đất nước của chúng ta nhiều người tài giỏi nhưng đang bị Cộng sản lừa. Cho nên chính vì người dân bị Cộng sản lừa, cho nên dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay nó phải điêu đứng. Cho nên hôm nay thì chúng ta không thể tiếp tục điêu đứng khổ sở nữa, mà chúng ta đang có Đức Quốc Công đang cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngài đã làm sẵn hết, đã cho người dân biết được Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Và Ngài đã kêu gọi người dân Việt Nam trên toàn thế giới để Ngài đứng ra lãnh đạo nước Việt Nam để lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Vì khi mà Cộng sản Việt Nam đã bị thua ở tại Liên Hiệp Quốc thì chúng đã bắt Cộng sản Việt Nam để hợp ở cái mật nghị Thành Đô, và Cộng sản Việt Nam phải giao nước Việt Nam cho Tàu Cộng, biến nước Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng, và chúng đã âm thầm ký mật nghị Thành Đô. Và mật nghị Thành Đô đã ký ngày 4 tháng 9 năm 1990. Và trong vòng 60 năm thì Việt Nam sẽ là nước, sẽ là một tỉnh, một tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Và đến năm 2060 thì tiếng Việt của chúng ta là ngôn ngữ phụ và tiếng Tàu là ngôn ngữ chính. Thì như vậy người Việt của chúng ta lúc đó ra sao? Chắc chắn là hiện tại thế hệ
những người đi trước thì đã qua đời, nhưng còn các thế hệ con em của chúng ta lúc đó sẽ ra sao? Không còn là nguồn gốc của người Việt nữa, nhưng chắc chắn là cũng không còn sống được trên quê hương của chúng ta, vì Cộng sản Tàu muốn lấy đất Việt Nam chứ chúng nó không cần dân. Cho nên Cộng sản Tàu muốn lấy đất mà không có cần dân. Cho nên thế hệ con cháu của chúng ta sẽ ra sao khi Cộng sản Tàu đã chiếm nước Việt Nam của chúng ta mà biến nước Việt Nam thành một quận lỵ của chúng? Từ chỗ đó, hiện tại chúng ta đang được cứu và người dân phải mạnh dạn lên, nói lên tiếng nói của mình bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, ký đạp mặt Hồ Mao để chứng minh, chứng tỏ là mình không chấp nhận chế độ Cộng sản. Còn nếu người dân vô tình thì vô tình là chắc chắn là mình tự hại mình và làm lợi cho giặc đang muốn cướp nước của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi có ghi cái tựa đề là thông cáo nhân viên công lực phạm pháp. Chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng lắng nghe. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông cáo ngày 26 tháng 5 năm 2021. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, kể từ khi số phiếu trưng cầu dân ý của người Việt trên toàn thế giới bầu chọn Đức Quốc Công Đào Minh Quân làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa để đứng ra giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam đã vượt qua 8 triệu phiếu, làm cho Cộng sản Việt Nam lo sợ vì mất chính nghĩa. Chúng phải tìm cách che mắt quốc tế bằng thủ đoạn ép buộc dân chúng bầu 5 tên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa lên từ tháng 2 năm 2021 mà chưa được người dân bầu bán, đó là Nguyễn Phú Trọng, chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, làm Chủ tịch cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phạm Minh Chính, làm Thủ tướng, Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trò hề lừa đảo, trắng trợn. Vậy mà bọn Cộng sản Việt Nam còn cho những tên công an đến tận nhà để ép buộc người dân phải bầu cho những kẻ chưa bao giờ nói chuyện với cử tri, chưa bao giờ ra ứng cử hay tranh cử. Hành động này là phạm pháp. Bất cứ ai lợi dụng sắc phục nhân viên công lực để đe dọa hay khủng bố tinh thần của người dân là tội đại hình. Khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về nước, những kẻ này sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 10 ngàn Mỹ Kim và bị tù từ 2 đến 10 năm. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì ở đây, đất nước Việt Nam của chúng ta đã bị Cộng sản cai trị ở miền Bắc từ năm 1945 và trong miền Nam thì từ 30 tháng 4 năm 1975. Tất cả những tên đầu sỏ ngồi trên đầu trên cổ người dân, không có một người dân nào cầm lá phiếu để bầu cho chúng cả. Và đến hôm nay thì vì có sự xuất hiện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh đạo, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là hợp pháp, đúng theo công pháp quốc tế, là Ngài Đức Quốc Công đã nhậm chức, nhận cái trọng nhiệm Thủ tướng
với ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên bầu lên. Và khi Ngài nhận cái trọng nhiệm làm Tổng thống nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, lúc đó Ngài đã nhận được trên 4 triệu phiếu của người dân trên toàn thế giới, người dân Việt Nam trên toàn thế giới, cả ba thế hệ bầu cho Đức Quốc Công lên làm Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam lãnh đạo, đây là một chính phủ chính danh hợp pháp do dân ba thế hệ bầu lên. Và Cộng sản từ đó cũng bắt chước, bây giờ cũng bắt chước bầu. Nhưng thật là buồn cười khi mà chúng đã cho ba cái tên này lên rồi, rồi dựng lên không có người dân nào bầu cả, rồi bây giờ lại làm thẻ để cho người dân đi bầu, mà bầu ai? Đã bầu rồi nhưng mà không có người dân nào tham dự cả. Và hiện tại thì cho người dân đi bầu mà bắt buộc người dân phải bầu, nếu người nào không bầu á thì lại lập biên bản. Như vậy là một hình thức khủng bố tinh thần của người dân, ép buộc người dân phải bầu. Nhưng mà bầu ở đây là mình nhìn là mình thấy là rất là vô lý. Trong khi ba cái tên này đã leo lên đây ngồi rồi thì năm cái tên này đã leo lên đây ngồi rồi, bây giờ mới bắt đầu lục tục đi bầu. Thật là buồn cười và thật là lố bịch khi Cộng sản đã thấy được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công lãnh đạo Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì chúng cuống cuồng lên rồi làm lung tung chạy lăng xăng, cho nên càng nhìn càng thấy buồn cười. Mà người dân của chúng ta hãy sáng suốt để nhận định và nên âm thầm trưng cầu dân ý và tham gia một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ký đặt mặt Hồ Mao để cho cái chế độ tà quyền Cộng sản phải xóa sạch, phải bị xóa sạch ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta trong những ngày sắp tới. Người dân hãy nhanh tay lên và nói với nhau để chúng ta thực hiện cái quyền làm chủ của đất nước. Vì lá phiếu trưng cầu dân ý nói lên cái quyền làm chủ của người dân đó. Vì người dân từ khi Cộng sản cướp nước Việt Nam, người dân không có quyền làm chủ đất nước mình. Vì chưa có ai cầm lá phiếu để bầu cho những tên đang ngồi xổm ở trên cái những cái ghế mà đè đầu cởi cổ người dân Việt của chúng ta. Cho nên người dân chưa có quyền để đứng ra bầu một cái tên nào cả. Bây giờ Đức Quốc Công đã ban tặng cho người dân một cái quyền là quyền làm chủ đất nước và quyền làm chủ sinh mệnh của đất nước Việt của chúng ta trong tương lai. Nếu người dân ý thức thì nước Việt Nam của chúng ta sẽ đuổi những tên cướp nước ra khỏi đất nước Việt của chúng ta. Thì hiện tại Đức Quốc Công đã làm sẵn cho người dân chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công lãnh đạo là chính danh hợp pháp. Và Đức Quốc Công cũng đã dâng hiến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta bộ quyển Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, trong đó là quyền lợi của người dân được hưởng từ trẻ sơ sinh cho đến trưởng thành, ngay cả người phụ nữ, người già, tất cả đều có quyền lợi và được hưởng những điều thuận lợi nhất. Mà Đức Quốc Công là một vị lãnh đạo anh minh sáng suốt, hy sinh cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì chúng ta, tất cả người Việt cần phải hiểu được Đức Quốc Công là người đã hy sinh cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vì khi qua Hoa Kỳ, Đức Quốc Công là người Việt triệu phú đầu tiên ở tại nước Hoa Kỳ. Nhưng Ngài không nghĩ đến tiền tài sự nghiệp, mà lúc đó 17 trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á phải bị trả về Việt Nam.
Cho nên Đức Quốc Công lập tức đến thăm các trại tị nạn và bán hết tài sản để lo cho 17 trại tị nạn người Việt của chúng ta ở vùng Đông Nam Á được hưởng những quyền lợi mà Đức Quốc Công đã bán tất cả tài sản để cho mỗi người được hưởng. Và Đức Quốc Công lo lắng từ mét vải để cho người phụ nữ may những chiếc áo dài, cho những thanh niên may những áo sơ mi, quần tây. Đó, quý đồng bào có thấy hay không? Đức Quốc Công lo từ ly từ tí cho từng người dân một đang bị kẹt ở 17 trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á. Và Ngài cũng đã vận động Liên Hiệp Quốc để cho người Việt trở về Việt Nam, mà Liên Hiệp Quốc buộc Cộng sản Việt Nam phải giữ an toàn cho những người này. Mà con số những người trở về hồi hương không có ít. Trên 200.000 người ở tại 17 trại tị nạn. Trong đó thì Đức Quốc Công đã vận động Hoa Kỳ đã nhận được sang định cư ở tại Hoa Kỳ, được một số người được đi định cư qua Hoa Kỳ. Cho nên từ chỗ đó, Đức Quốc Công với tấm lòng thương yêu người Việt Nam vô bờ bến, Ngài đã lo lắng cho từng người dân một. Những người dân ở tại Việt Nam thì hiện nay Đức Quốc Công lo lắng là không cần phải đi ra hải ngoại nữa, mà ở tại đất nước cũng được tự do no ấm qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Còn những người ở trại tị nạn, 17 trại tị nạn, vì Liên Hiệp Quốc không nhận để đi định cư, thì Ngài cũng vận động Liên Hiệp Quốc để cho những người này trở về Việt Nam được an toàn. Và mỗi một người, mỗi một tháng sẽ được lãnh 50 đô Mỹ để trong những ngày trở về Việt Nam được sống một cái cuộc sống không phải đói khổ lầm than. Cho nên Đức Quốc Công lo lắng rất là chu đáo cho tất cả những người Việt của chúng ta. Khi Ngài biết không được đi định cư thì Ngài phải lo để cho những người này trở về Việt Nam được an toàn. Cho nên Đức Quốc Công không nghĩ đến tiền tài hay danh vọng mà Đức Quốc Công đang có được ở tại Hoa Kỳ, vì Ngài đã làm chủ 25 chi nhánh Dow Computer. 25 chi nhánh nha thưa quý đồng bào. Và Ngài cũng làm chủ được hãng xe limousine. Cho nên tương lai sự nghiệp của Đức Quốc Công rất là vẻ vang khi Đức Quốc Công sang Hoa Kỳ trong những năm đầu tiên. Nhưng Ngài không màng đến, vì Ngài lo lắng cho người Việt ở tại đất nước quê hương của mình mà sống một cái đời sống khổ sở lầm than với cái nạn Cộng sản Việt Nam đang làm lợi cho Cộng sản Tàu và đàn áp người Việt, vì Cộng sản Tàu muốn cho người Việt giết hại với nhau, người Việt giết người Việt cai trị người Việt và người Việt đánh đập người Việt. Đó là một điều rất là đau lòng khi Đức Quốc Công nghĩ đến dân tộc Việt Nam đang khổ sở nghiệt ngã trên chính quê hương đất nước của mình. Và Ngài đã quyết chí để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Và đến hôm nay thì Ngài đã toại nguyện khi Ngài đã thắng được vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Một chiến thắng vẻ vang, Ngài sẽ đem về cho quê hương Việt Nam tất cả những người Việt của chúng ta được hưởng quyền lợi hết. Vì trước mắt là chúng ta đã thấy Đức Quốc Công đã là một triệu phú, nhưng Ngài không có nghĩ đến tài sản của Ngài, mà Ngài chỉ nghĩ đến người dân mà thôi. Cho nên những ngày khi Đức Quốc Công trở về Việt Nam, chắc chắn là Đức Quốc Công hoàn toàn không nghĩ đến bản thân của Ngài. Vì thời gian qua đã chứng minh cho chúng ta thấy được Đức Quốc Công không nghĩ đến bản thân của Đức Quốc Công, mà chỉ nghĩ đến cứu người dân Việt Nam
của chúng ta mà thôi. Cho nên sắp tới chúng tôi sẽ trình bày cho tất cả quý đồng bào cùng nghe sơ lược vào quá trình hoạt động của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân từ khi Ngài sinh ra và cho đến hôm nay thì Ngài đã gần 70 tuổi rồi đó thưa quý đồng bào. Mà tấm lòng của Đức Quốc Công luôn luôn hướng về người dân Việt Nam, luôn luôn hướng về những người dân đang đau khổ cùng cực dưới ách cai trị tàn ác tàn bạo của Cộng sản Việt Nam qua sự lèo lái của Cộng sản Tàu. Cho nên hiện tại Đức Quốc Công đang cứu dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta mỗi một người hãy đưa tay ra cho Ngài nắm lấy bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta gửi tấm lòng của chúng ta đến tận tay Ngài để cho Ngài cảm thấy vui khi sự hy sinh của Đức Quốc Công không có vô ích. Chúng ta hãy chứng minh tấm lòng của mình đối với Đức Quốc Công, và chúng ta hãy nói một lời trân trọng cảm ơn Đức Quốc Công bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì bây giờ chúng tôi sẽ ở trong này có một cái khi Đức Quốc Công đã thắng vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim thì đến hôm nay rất nhiều nhà báo của hải ngoại đó đã đăng lên rất là nhiều, và chúng tôi sẽ cho tất cả quý đồng bào xem những cái link của nhà báo, của các nhà báo ở hải ngoại đó, cho tất cả quý đồng bào xem. Thì trước khi chúng tôi cho xem những link của các báo ở hải ngoại thì chúng tôi cũng cho tất cả quý đồng bào xem lại cái video thắng kiện. Đức Quốc Công đã thắng vụ kiện 38.000 tỷ để cho tất cả người dân của chúng ta đừng quên những sự kiện là vẻ vang này của Đức Quốc Công đã đem về cho toàn dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta. Đừng bao giờ quên một cái dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam của chúng ta mà Đức Quốc Công đang dâng hiến cho toàn dân Việt Nam của chúng ta nhé. Từ chỗ đó chúng ta đừng quên, và chúng tôi cũng nhắc lại để cho quý đồng bào đừng bao giờ quên sự kiện vĩ đại này của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy vui mừng và xin lỗi. Đây là một vụ kiện Đức Quốc Công đã được thắng Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Một chiến thắng vĩ đại, tất cả dân tộc của chúng ta đừng bao giờ quên. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng xem lại video này. President Đào won 38 trillion. Tổng thống Đào Minh Quân đã thắng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Đây, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng xem. Vietnam, from the Republic of Vietnam, they're standing back up their country and they're taking communism out. They approached me yesterday, I spent several hours with them, and I was able to get them in front of General Flynn today, where they presented General Flynn with a document about crimes against humanity, and they want General Flynn to be the director and helping take back and prosecute the people that are responsible for the crimes against humanity. We want him to do it.
point one night during the speech. I just want to say, USA! Lieutenant General of Republic of Vietnam and our delegation. We have three people here, and on behalf of our Honorable President Đào Minh Quân of Republic of Vietnam, Provisional National Government of Vietnam, I'm here today. We wish you to have a successful conference. That we just won the lawsuit, 38 trillion against the Chinese Communists. With the Americans and Vietnamese. So, this time, after this time, with this victory, we will make America great again. Minh quân thương dân vì nước quên mình.
Video chúng tôi phát lại và đại hội đã tổ chức sau 2 ngày Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo thắng vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim ngày 14 tháng 4 năm 2021. Đây là một vụ kiện chấn động cả thế giới và chắc chắn là không ngừng lại tại đây. Vì Đức Quốc Công đã thắng 38.000 tỷ Mỹ Kim, thì những ngày sắp tới, Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam phải trả giá. Và những ngày từ ngày tính từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 là số tiền đó, số tiền 38.000 tỷ phải được tính tiền lời khi Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam chưa có chi trả. Và tiền lời mỗi 3 tháng là 8%. Và tất cả những tên đầu sỏ đang bị truy nã thì Đức Quốc Công đã ra lệnh để truy nã tất cả những tên đầu sỏ này. Thì tất cả những người, những anh em đã lỡ lầm đi theo cái chế độ tàn độc này thì nên quay về với chính nghĩa quốc gia. Đức Quốc Công sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón chào các anh em ở đã lỡ lầm đi theo chế độ Cộng sản. Và các anh chị em đã theo cái chế độ Cộng sản tàn ác này đang làm tai sai cho giặc và không có hưởng được gì cả. Những tên cầm đầu, những tên đầu sỏ thì chúng giàu kết xù, trong khi các anh chị em làm tai sai ở dưới thì đàn áp dân, trù dập người dân, đánh đập người dân, khủng bố tinh thần của người dân. Thì những ngày khi Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về, những tên đầu sỏ đã bị truy nã và các anh chị em nếu không quay về với chính nghĩa quốc gia thì là mang tội phản quốc đó, chứ không phải là đơn giản. Vì hiện tại tất cả những người Việt của chúng ta đang cứu nước, đất nước đang lâm nguy, mà những ai thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm không có khác nào là đang theo giặc và làm lợi cho giặc. Cho nên trước vận nước ngã nghiêng, chắc chắn phải có luật lệ rõ ràng. Vì Cộng sản ngày xưa ở trong hang Bắc Bó, Hồ Chí Minh trong hang Bắc Bó đi ra để cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945 và sau đó chiếm luôn miền Nam của chúng ta, thì chúng đã tự xưng là chúng cướp chính quyền. Chắc chắn người dân của chúng ta không ai mà không biết. Nhưng vì chúng có vũ khí cho nên từ chỗ đó người dân nín chịu mà thôi. Nhưng tất cả chúng ta cũng đã biết Cộng sản đi vào đất nước Việt Nam của chúng ta bằng đôi dép râu và nón tai mèo. Thì những ngày sắp tới, Đức Quốc Công sẽ trả lại đôi dép râu và nón tai mèo và Đức Quốc Công sẽ lấy lại những gì đã mất, lấy lại đất tổ mà Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đang âm mưu toa rập để chiếm nước Việt Nam, biến Việt Nam sẽ thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Cho nên Đức Quốc Công chỉ lấy lại mà thôi. Và người dân của chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ Đức Quốc Công để chúng ta lấy lại đất tổ và không làm khổ dân
bằng một hình thức đơn giản nhất, đó là trưng cầu dân ý và tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ký đạp mặt Hồ Mao. Thì bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe, cùng xem những cái link của các nước ở hải ngoại đang đăng, là rất nhiều link để cho đồng bào biết ở hải ngoại người ta đã biết nhiều đến Đức Quốc Công Đào Minh Quân, trong khi Cộng sản Việt Nam thì đang bưng bít những thông tin mà ngay cả những tên làm truyền thông bất lương đó thì cũng nín thinh, không có lên tiếng gì cả, trong khi cả thế giới người ta đang biết rầm rộ, mà trong khi những cái tên làm truyền thông bất lương đó thì không có nghe nói tới gì cả. Đây là một điều mà chúng ta mới thấy được là những người Việt sau những năm Cộng sản cai trị thì đã trở thành vô cảm và không còn cái bản chất nhân đạo, những cái đặc tính tốt đẹp của người Việt vì đã bị Cộng sản phá nát, cho nên bây giờ trở thành những người, xin lỗi dùng cái chữ này thì chắc có lẽ cũng đúng đó, nhưng mà nghe hơi nặng chút, đó là thành những người bất lương đó, thưa quý đồng bào. Thì trước khi cho quý đồng bào cùng xem những cái link của thế giới đã đăng để cho biết là những link này đều biết đến Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và rất nhiều những ngày sắp tới sẽ còn nhiều nữa, thế giới sẽ biết đến Đức Quốc Công nhiều hơn nữa. Thì người Việt của chúng ta hãy nói cho nhau biết là thế giới đang biết đến tấm lòng của Đức Quốc Công đang cứu người dân Việt Nam và đã thắng cái vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Thì người dân ở trong nước chúng ta đừng sợ Cộng sản nữa. Đức Quốc Công đã nắm đầu hết tất cả những tên đầu sỏ, và một điểm đặc biệt nữa là người dân đang là chủ nợ của Cộng sản ta và Cộng sản Việt Nam. Nhưng hiện tại chúng đang lừa gạt người dân để dẫn người dân đi lạc hướng, chúng ta không có thể mê mờ nữa, mà đây là sự thật đã công bố ra thế giới. Thì người dân đừng có bao giờ để cho Cộng sản lừa dối nữa. Chúng ta là những người dân Việt từ ngàn xưa, gần 5.000 năm rồi, người Việt của chúng ta là những người là những người anh hùng của đất nước Việt. Qua lịch sử Việt của chúng ta đã có những vị anh hùng đã xây dựng đất nước và gìn giữ đất nước của chúng ta. Thì hôm nay đất nước đang nghiêng ngả, gặp lâm nguy, thì chúng ta là những người con dân phải có trách nhiệm để bảo vệ đất nước và cứu dân cứu nước ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đọc những cái đoạn này trước rồi sau đó chúng tôi cho quý đồng bào cùng xem. Tại sao Cộng sản Việt Nam ngày càng lộng hành làm xã hội Việt Nam điêu đứng? Vì Việt Nam có những nhà ái quốc cà chớn. Chúng đã biết có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đánh cộng hơn 30 năm, tạo được nhiều thành quả rất rõ ràng mà chưa có tổ chức hay cá nhân nào làm được. Như thứ nhất, lột mặt nạ Hồ Chí Minh là Tàu Cộng. Thứ hai, giúp 17 trại tị nạn Cộng sản tại Đông Nam Á. Thứ ba, nhận được những công hàm của các cấp lãnh đạo quốc gia, những công hàm của Tổng thống Bill Clinton đã gửi đến hoặc là 27 nước ở khối châu Âu. Đức Quốc Công nhận rất nhiều công hàm và được những bằng khen thưởng của Hoa Kỳ để khen thưởng cho Đức Quốc Công. Cho nên là người dân Việt của chúng ta cần phải biết, vì Hoa Kỳ rất là trân trọng Đức Quốc Công và gọi ngài là Honorable đó, thưa quý đồng bào. Thứ tư, đã có hệ thống trưng cầu dân ý tối tân nhất thế giới. Thứ năm, dân chúng đã tham gia bầu Tổng thống Đào Minh Quân trên 8 triệu người. Thứ sáu,
kiện Tàu Cộng thắng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Thứ bảy, còn được hàng trăm cơ quan báo chí quốc tế rầm rộ ca ngợi. Vậy mà còn có những tên trí thức trí ngủ Việt Nam giả câm điếc, hay là chỉ hăng tiết vịt chạy rong trên diễn đàn bàn hưu tán vượng hoặc phân tích tích phần, chứ không tham gia hậu thuẫn hay ít nhất là cất lên tiếng nói công chính để ủng hộ. Còn có những truyền thông gọi Cộng sản Việt Nam là chính quyền, thì đây là một điều rất là thô bỉ, khi mà mình là người Việt mà nước Việt đang lâm nguy, một người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Đức Quốc Công đang đứng ra để lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để tranh đấu cho Việt Nam được tự do no ấm. Và cái đơn kiện Đức Quốc Công đã được thắng ở tại Tòa án Môi trường Quốc tế đó, thưa quý đồng bào. Nhưng tại sao còn có những truyền thông gọi Cộng sản Việt Nam là chính quyền? Chúng là tà quyền chứ không phải là chính quyền. Vì chính quyền phải chính nghĩa, còn đằng này không có chính nghĩa, không do dân bầu, mà âm thầm lại đi đàn áp người dân, núp ở dưới dạng người lương thiện, rồi ban đêm thì đi hù dọa, hăm dọa và bắt bớ người dân. Cho nên từ chỗ đó, ở đây người Việt của chúng ta bây giờ còn có lương tri hay không khi đang làm lợi cho giặc? Còn có những truyền thông gọi Cộng sản Việt Nam là chính quyền, và những người này đi lên diễn đàn đó gọi là những người trí thức, nhưng trí thức đang giả câm giả điếc, giả câm giả điếc mà không như là không biết đến Đức Quốc Công đang thắng kiện. Đó là một điều rất là đau lòng, khi Cộng sản Việt Nam đã biến những người Việt trở thành những người không còn có nhân tính hay là tấm lòng thương người đồng loại của mình là người dân Việt. Người dân Việt Nam trong quốc nội đang đau khổ từng ngày, nhưng những cái cơ quan truyền thông bất lương này đang tiếp tay cho giặc, thì đó là một điều rất là đau lòng. Gọi là trí thức hay là trí ngủ đó, giả câm giả điếc, hay là chỉ hăng tiết vịt chạy rong trên diễn đàn bàn hưu tán vượng hoặc phân tích tích phần, rất là đau lòng. Chúng tôi có thấy những người lên diễn đàn bàn về thế giới rất là hăng say luôn, nghe giống như là pháo nổ hay là bắp rang nó nổ đó. Nhưng mà nghe, lắng nghe thử coi có cái câu nào nói về Đức Quốc Công đang thắng kiện hay không? Hoàn toàn không có, hoàn toàn không có. Cho nên đây là một cái vấn nạn mà là hậu quả của Cộng sản đã cai trị người dân Việt Nam, biến những người dân, những người này trở thành vô cảm và không còn được. Nói chung là con người ấy, thì nó có là hai chữ, người với chữ con, thì đã mất đi cái chữ người rồi đó, thưa quý đồng bào. Đau lòng lắm, mất đi chữ người, chỉ còn lại chữ con mà thôi. Nói ra thì rất là đau lòng, trong khi Đức Quốc Công đang cứu dân tộc Việt Nam để thoát khỏi cái chế độ Cộng sản tàn độc, mà những người này lại lên diễn đàn bô lô ba la, lớp bớp đủ thứ điều, đủ thứ chuyện mà bàn để cho nhiều người vào xem và chia sẻ
Nhưng mà nói chuyện đâu đâu không có nghĩ đến đất nước Việt Nam đang lâm nguy. Cho nên tất cả những đồng bào Việt Nam, ai còn nghĩ đến đất nước của chúng ta, đến tương lai thế hệ trẻ con em sau này, thì hãy nói với nhau để cho tất cả chúng ta càng nhiều thì nước Việt của chúng ta càng mau đến những ngày được tự do no ấm. Còn nếu chúng ta âm thầm, im lặng, thì chúng ta sẽ chịu cái hậu quả chung với nhau. Vì tất cả những người ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta là đang cùng chung một số phận mà Cộng sản đang trù dập người dân. Nếu chúng ta chỉ biết một mình, không chia sẻ và không giải thích cho những người thân của chúng ta hiểu, thì e rằng chính chúng ta cũng tự làm hại mình. Mặc dù chúng ta đang biết về Đức Quốc Công, đang biết về chính phủ và chúng ta đang một lòng ủng hộ, nhưng chúng ta chỉ một lòng ủng hộ mà chúng ta không có phổ biến cho tất cả đồng bào của chúng ta biết đất nước Việt Nam của chúng ta lớn chứ không có nhỏ. Cho nên chúng ta chỉ vài người không có thể nào xây dựng được đất nước, mà chúng ta phải cần rất nhiều người dân để chung vai góp sức xây dựng đất nước. Cho nên chúng ta có bổn phận để nói cho người thân, nói cho tất cả những người, giải thích cho người thân hay là người quen của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn rằng đồng bào Việt Nam không có muốn sống trong chế độ Cộng sản, nhưng vì sợ hãi cho nên im lặng. Thì bổn phận của chúng ta biết được, chúng ta nên giải thích và cho tất cả những người dân xem được những video clip của Đức Quốc Công đã thắng kiện, để cho người dân sáng mắt ra mà nhanh tay trưng cầu dân ý, và chế độ Cộng sản sẽ bị diệt tiệt trong những ngày sắp tới. Lòng dân, người dân muốn thì là trời muốn đó. Cho nên từ chỗ đó, lòng dân quan trọng. Chúng ta hãy thể hiện tấm lòng của mình không muốn sống trong chế độ Cộng sản bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Và hệ thống trưng cầu dân ý an toàn, tiện lợi cho nhiều người được tham gia, và con đường cuối cùng để cho người dân Việt Nam của chúng ta được tự do no ấm, đó là lá phiếu trưng cầu dân ý. Con đường duy nhất và cuối cùng để Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng sản tàn bạo dưới bàn tay điều khiển của Cộng sản Tàu. Thì bây giờ chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng xem ở đây là chỉ có đại khái những link của các báo chí của thế giới đã đăng về tiểu sử của Đức Quốc Công, và đăng bức tâm thư của Đức Quốc Công gửi cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, gửi cho các thế hệ trẻ con em ở Việt Nam. Thì những em trẻ ở Việt Nam đã đi học tiếng Anh đó thì có thể vào xem được, để chúng ta sẽ thấy là thế hệ trẻ là thế hệ xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Nhưng Cộng sản nó đang dẫn các thế hệ trẻ đi vào những cái trò chơi không có giá trị, không có ích lợi gì cả, để cho các thế hệ trẻ mê mờ mà không nghĩ đến đất nước. Cho nên chúng ta đừng có để cho Cộng sản dẫn dắt. Thì đây là những cái link của các báo. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi để cái trang này nó nằm ở trong này cho nên mở không có được. Bây giờ cho tất cả quý đồng bào cùng xem các link này đi, rồi chúng tôi sẽ qua trang khác để mở lên. Tại vì chúng tôi đi vào trang này để cho đồng bào xem được lớn hơn đó, cho nên là chưa có mở được. Bây giờ chúng tôi
cho quý đồng bào cùng xem. Đây là các link chúng tôi đọc sơ sơ là Poor People Are Always In My Heart, Randall President Đào Minh Quân has used his finance to support Vietnamese boat issue wire. Đó là hàng thứ nhất, là Đức Quốc Công rất thương yêu những người ở trại tị nạn đó, và Ngài giúp đỡ cho các thuyền nhân đã bị phải trả về Việt Nam đó, đi về hồi hương ở trong 17 trại tị nạn. The Merciful and Lenient Policy Oklahoma USA on April 14, 2021, the International Environment Court issued why the warm heart letter from the president issued wire. Đây là hàng thứ hai đang nhà báo đang gửi cái bức tâm thư của Đức Quốc Công đến thế hệ trẻ Việt Nam đó. Thì các nước, các báo ở thế giới đã đăng về Đức Quốc Công. Chút nữa chúng tôi sẽ mở để cho tất cả quý đồng bào cùng xem những cái tờ báo đó. Thì chúng tôi xin phép được qua cái trang khác. Đây, đại khái chúng tôi có thể mở một tờ báo cho tất cả quý đồng bào cùng xem. MyMotherLord.com. Đó, tờ báo đang đăng Đức Quốc Công. Poor people are always in my heart. Đây, Randall President Đào Minh Quân has used his finance to support Vietnamese boat. Đây là bài báo đã đăng. Hình này là hình của Đức Quốc Công nè, thưa quý đồng bào. Đó. Báo đã đăng Đức Quốc Công. Thì đây là... Đó. Những hình ảnh của Đức Quốc Công đã cứu 17 trại tị nạn đó. Cái cuộc biểu tình này là rầm rộ đồng loạt diễn ra ở 17 trại tị nạn vùng Đông Nam Á. Cho nên đây là những hình ảnh lưu giữ lại của lịch sử của nước Việt Nam của chúng ta khi Cộng sản cướp nước Việt Nam, và Đức Quốc Công đã đi ra hải ngoại nhưng Ngài vẫn thương yêu tất cả những người dân Việt Nam, đồng bào Việt Nam, và quay trở lại 17 trại tị nạn để cứu giúp khi đồng bào không được đi định cư ở nước thứ ba. Thì đây là những hình ảnh và tất cả những người này rất là cảm động khi những người này là tất cả quý đồng bào cùng thấy không? Mặc sơ mi, quần tây do Đức Quốc Công đi về 17 trại tị nạn để mua vải để cho tất cả những người này may để biểu tình rầm rộ, và các người dân tị nạn đó thì ngưỡng mộ tấm lòng của Đức Quốc Công và tự vẽ ra chân dung của Ngài đó, thưa quý đồng bào, cho nên là rất là cảm động và vẽ ra chân dung của Ngài và trân trọng để dơ lên cho tất cả quý đồng bào thấy đó. Cho nên từ chỗ đó, những sự kiện này Đức Quốc Công đã làm trong nhiều năm qua mà đồng bào Việt Nam của chúng ta chưa có biết được, cho nên là hôm nay
chúng tôi sẽ đưa ra tất cả những sự thật để cho đồng bào chúng ta biết được là Đức Quốc Công đang cứu người dân Việt Nam không phải từ bây giờ, mà Ngài đã liên lũy từ khi Ngài vào quân đội và cho đến khi vượt biên Ngài sang Hoa Kỳ vẫn tiếp tục để bằng mọi cách cứu người dân ra khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam tàn ác, tàn bạo, vô nhân tính. Cho nên là những hình ảnh này ghi dấu lại nước Việt Nam của chúng ta đã có một vị anh hùng của dân tộc Việt đang đứng ra cứu đất nước Việt Nam của chúng ta, cứu đồng bào Việt Nam ra khỏi chế độ Cộng sản đang cai trị người dân ở tại nước, tại quê nhà. Đó thì hình ảnh của Đức Quốc Công mọi người đang trân trọng để cầm giơ cao lên. Mà một điều rất là cảm động là chính những đồng bào tị nạn vẽ lên hình của Đức Quốc Công đó, thưa quý đồng bào, rất là cảm động luôn. Đó, thì đây là một cuộc và đây hình của chân dung của Đức Quốc Công. Đó, báo thế giới đã đăng, cho nên là người dân Việt Nam của chúng ta hãy sáng suốt là toàn thế giới đều biết đến Đức Quốc Công, nhưng người dân Việt Nam lại không biết là vì sao. Vì bị Cộng sản Việt Nam dẫn dắt đi đến chỗ tăm tối mê mờ, không thấy được. Cho nên người dân phải nói với nhau là chúng ta, những người dân Việt, là đang là chủ nợ của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đó. Cho nên chúng nó rất là mưu mô xảo quyệt và kêu người dân lên đồn công an để hù dọa, khủng bố tinh thần. Nhưng chúng ta phải biết là trước những cái con xài lang ác độc đó thì người dân im lặng, nhưng không phải im lặng rồi chúng ta nhu nhược. Im lặng, chúng ta âm thầm trưng cầu dân ý, ký đặt mặt Hồ Mao tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để cứu nước. Nhưng chúng ta làm một mình âm thầm, Cộng sản không phát hiện được. Cho nên những tên nào mà khủng bố tinh thần của người dân thì người dân quán giận, và những người này sẽ không có được an toàn khi mà để Tam Việt Nam Cộng Hòa về. Những người dân sẽ nhớ mặt tất cả những người mà đã trù dập, đàn áp, khủng bố tinh thần người dân thì người dân sẽ không tha. Cho nên Đức Quốc Công rất thương dân và tôn trọng người dân. Ngài lúc nào cũng coi dân như con và đối xử với dân như cha mẹ. Cho nên người dân yêu cầu sao thì Đức Quốc Công sẽ làm vậy. Cho nên hiện tại những người anh em đang theo chế độ Cộng sản mà nghe lời của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đó thì nên dừng lại và cũng tham gia trưng cầu dân ý trong âm thầm, để khi Đức Quốc Công về nước thì những người này sẽ được trọng dụng và sẽ được làm việc cho Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, có được một đời sống no cơm ấm áo. Con em của tất cả những anh em đã lỡ theo Cộng sản thì là những người con dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, được hưởng những tiêu chuẩn đầy đủ như một người dân bình thường, đến trường không tốn tiền và được nuôi dạy trong nền giáo dục tốt đẹp, nhân bản, nhân văn, và vào được bệnh viện cũng không phải trả tiền. Những người già được nuôi nấng đầy đủ, tất cả mọi quyền lợi của người dân Việt Nam, tất cả đều được hưởng như nhau. Cho nên các anh em nên quay về với chính nghĩa quốc gia. Các anh em đã lỡ theo chế độ Cộng sản thì đừng có nghe lời Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu để trù dập và khủng bố tinh thần của người dân, mà hãy trưng cầu dân ý, âm thầm trưng cầu dân ý, ký đập mặt Hồ Mao tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để được trọng dụng về sau, và sẽ tham gia để giúp dân cứu nước, để chuộc lại mọi lỗi lầm trong thời gian qua đã theo dặt để hại người dân. Cho nên những ngày này là
Đức Quốc Công đã cho người dân biết được Đức Quốc Công đang thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Thì những ngày sắp tới là Đức Quốc Công đang trên đường đi về nước, chứ không có ngừng lại nha. Cho nên tất cả đồng bào hãy nhanh tay lên tham gia trưng cầu dân ý. Vì hệ thống trưng cầu dân ý rất an toàn, tiện lợi cho mọi người. Chúng ta có thể vào đó để nói lên tiếng nói của mình và thể hiện bổn phận và trách nhiệm của người công dân của nước Việt. Và Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu phải trả 38.000 tỷ Mỹ Kim cho Đức Quốc Công. Chắc chắn là Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu sẽ điêu đứng trong những ngày sắp tới, vì chúng đã bị vào con đường cuối cùng là phải giải thể mà thôi. Đức Quốc Công đang đem tự do no ấm về cho đồng bào. Chúng ta hãy thể hiện sự kính trọng và cảm ơn Đức Quốc Công bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì đó là những link mà chúng tôi đại khái cho tất cả quý đồng bào xem. Vì những cái link này rất là dài, cho nên là chúng tôi chỉ xem là cho xem. Thì trong này có những cái hình chứng minh là Đức Quốc Công đã được báo chí thế giới đăng tải. Cho nên là người dân đừng có để Cộng sản mà nó che mắt rồi không có biết gì hết, và từ chỗ đó lại làm lợi cho giặc. Đó, chúng ta đây là một đây nè. Đó, đây là một tờ báo nữa có tên là International Business Times. Đó, tờ báo nè, International Business Times, đang đăng hình của Đức Quốc Công nè, thưa quý đồng bào. Đó, đang đăng hình của Đức Quốc Công đó. Nói có sách, mắt có chứng, đây là bằng chứng sự thật. Vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo là trên tôn chỉ duy thật là cộng. Cộng sản Việt Nam lừa dối người dân quá nhiều, thì chúng ta là những người đang là những người chính nghĩa thì không bao giờ nói dối. Cho nên Đức Quốc Công đang đưa cho người dân thấy được sự thật trước mắt, thì người dân đừng bao giờ để Cộng sản nó lừa dối nữa, đừng để cho Cộng sản nó lừa gạt nữa. Thì bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe một bài thơ. Có tựa đề là Chiều Biển Xứ. Kính mời quý đồng bào cùng nghe. Bài thơ Chiều Biển Xứ của Nam Quán. Nghe tiếng chim chiều canh gió lay, nhớ về phố cũ con trăng cũ, có tiếng em cười tóc em bay. Từng thank you.
2 năm 2000. Nghe tiếng chim chiều, cánh gió lay, nhớ về phố cũ, con trăng cũ. Có tiếng em cười, tóc em bay, từng đông buồn rũ nơi đồng cát, tan tác tình ta như tuyết bay. Nơi đây áo mỏng, lòng cũng nhẹ, lại vắng tiếng em, nắng cũng gầy. Từ ngày giặt đến, em đã hết, hết tóc ngang vai, hay mắt duyên, không còn ríu rít như sáo nhỏ, chỉ chờ đêm lạnh, lệ triền miên. Nam Quán, mùa đông năm 2000. Đây là tuyệt tác phẩm của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân với bút hiệu là Nam Quán. Đức Quốc Công với tấm lòng bao la như trời biển, thương dân Việt Nam vô bờ bến. Ngài không bao giờ nghĩ đến bản thân mình, lúc nào Ngài cũng nghĩ đến dân tộc Việt Nam đang đau khổ lầm than. Cho nên những vần thơ của Đức Quốc Công là những tấm lòng thương yêu người dân Việt Nam vô bờ bến. Tất cả người dân của chúng ta đừng phụ lòng Ngài, mà hãy chứng minh và chứng tỏ lòng biết ơn đối với Ngài bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát Việt Nam Tân Dân Chủ. Vì trong tương lai, nước Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Tân Dân Chủ. Người dân Việt Nam phải biết làm chủ đất nước của mình thì giặc sẽ không có chiếm được đất nước của chúng ta. Và trong tương lai, dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ rất sung sướng, vì hiện tại nước Việt Nam của chúng ta đang có mỏ dầu lớn gấp 72 lần mỏ dầu của Kuwait. Cho nên nguồn lợi tức rất là lớn của đất nước Việt Nam. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam đừng để cho những nguồn lợi này lọt vào tay giặc, mà Đức Quốc Công đang cố gắng để đem về cho toàn dân Việt Nam được hưởng. Mà một điều chúng tôi cũng nói lên cho tất cả quý đồng bào biết một điều như thế này. Nếu chúng tôi không nói ra thì có thể quý đồng bào cũng không nghĩ ra được. Đức Quốc Công lo lắng cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta vô bờ bến bằng một tấm lòng rất là sâu xa, mà người dân nếu không tìm hiểu sẽ không thấy được. Đó là cái thời của đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta thử nhìn lại, đã bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ, cho nên chúng ta không có tự chủ và để cho Cộng sản nó chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta. Có đúng không thưa quý đồng bào? Vì đồng bào đã bị Cộng sản nó dụ dỗ, mà bằng cái đòn gọi là ngụy quân tử đó. Có nghĩa là dưới một cái bề mặt rất là đẹp là những người lương thiện, là những người lương thiện, nhưng bên trong là sự ác độc không thể tưởng tượng được, là một sự ác độc không thể tưởng tượng được. Cho nên từ chỗ đó, bây giờ chúng tôi kể cho tất cả quý đồng bào nghe một câu chuyện mà chính Đức Quốc Công cũng đã kể cho chúng tôi nghe. Bây giờ chúng tôi kể lại cho quý đồng bào nghe để thấy được là Cộng sản là chúng đó dùng những chiêu trò làm cho người dân của chúng ta bị mê mờ lầm lạc. Vì Đức Quốc Công là đặc trách trưởng của đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, đi không tiếng về không lợi. Cho nên Đức Quốc Công theo dõi để bắt những đầu sỏ của Cộng sản, và chúng không hề biết được, và rất sợ Black Tiger đó thưa quý đồng bào. Vì dấu hiệu của Black Tiger là cái đầu lâu và hai khúc xương gác chéo. Cho nên ngay cả cái tướng hoàng cầm của Cộng sản cũng rất là sợ khi mà thấy cái hình, cái dấu hiệu là đầu lâu với hai khúc xương gác chéo đó. Thì
tướng Hoàng Cầm này dẫn quân đi vòng, đi đường vòng chứ không dám đi ngang qua, cách đó khoảng 5 cây số lần đó. Cho nên nếu chúng tôi không kể cho quý đồng bào nghe thì quý đồng bào không biết được Đức Quốc Công tài ba như thế nào mà bị Cộng sản nó lừa dối, nó dẫn dụ, rồi chúng ta lại quên đi và chúng ta bỏ sót đi một vị anh hùng của đất nước tài ba lỗi lạc đang đứng ra để cứu nước Việt Nam mà cứu cả thế giới luôn. Nhưng mà người dân lại mê mờ không thấy. Cho nên chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có bổn phận để nói cho người dân sáng ra để thấy được cái con đường, cái ánh sáng tươi sáng đang soi rọi chiếu lên toàn nước Việt Nam của chúng ta. Đức Quốc Công đem ánh sáng rực rỡ đó đến toàn quê hương của chúng ta. Thì khi Đức Quốc Công là một vị lãnh đạo tài ba kiệt xuất đó, thì Đức Quốc Công đang theo dõi những tên cộng sản. Và khi Đức Quốc Công đang âm thầm để quan sát thì có một câu chuyện như thế này, là một đoàn quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến để mà dừng quân tại ở cái khu vườn sau của một cụ già ở vùng quê đó. Thì khi đóng quân ở đó đó, thì cụ già này có nuôi đàn gà, và những người lính mới thấy những con gà đi ngang đó thì mới muốn bắt những con gà để làm cho những vị chỉ huy đó ăn, để giống như là đi hành quân thì thức ăn thì không có được đầy đủ, cho nên từ chỗ đó muốn cho vị chỉ huy ăn thịt gà, cho nên là mới bắt con gà để làm cho vị chỉ huy ăn. Và vị chỉ huy này ăn gà thì mới trước khi rời đi khỏi cái khu vườn của bà lão, thì vị chỉ huy mới đến gặp bà lão và mới nói với bà lão là chúng tôi vừa mới bắt con gà của bà lão để ăn và chúng tôi sẽ gửi lại tiền của con gà. Thì lúc đó cái giá con gà ở ngoài chợ là khoảng 1 đồng đi, thưa quý đồng bào, nhưng vị chỉ huy này trả 20 đồng đó, trả đến 20 đồng luôn đó, tất nhiên là trả giá một con gà rất là cao đó. Rồi khi đoàn quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rời đi thì bà lão đã cầm số tiền rất là lớn đối với một con gà rồi. Sau đó thì cộng sản đi tới để đóng quân ở tại sau nhà bà lão, và những cái tên này nè mới nhìn thấy đàn gà của bà lão đi ngang đi qua đi lại. Thì bà lão nhìn quan sát, và những tên này á thì chắc lưỡi hít hà, nói thấy con gà muốn ăn, muốn làm thịt ăn quá mà đều không có dám. Cho nên bà lão nói á, các cậu á, nếu mà không có gì để ăn thì các cậu cứ bắt gà ăn đi, không có sao, tôi cho đó. Nhưng mà mấy tên cộng sản này nói là thôi không có dám đâu, tại vì gà bà nuôi á không có dám bắt, thà là ăn cực khổ chứ không có dám bắt gà. Thì bà lão mới thấy thương quá, mới cứ lấy đi, các cậu cứ bắt con gà ăn đi, không có sao đâu. Trời, chúng tôi thấy, các cậu không có gì để ăn thì tôi thương lắm, cho nên là cứ bắt ăn đi. Thì những người cộng sản này mới là nói thôi vậy thôi, nếu bà lão cho thì chúng tôi bắt con gà để làm thịt ăn. Rồi, cộng sản làm con gà rồi ăn thịt. Sau đó đó, có trả đồng nào không? Không có trả đồng nào cả nha. Thưa quý đồng bào nghe kỹ câu chuyện nha. Rồi, khi dời quân đi đó, thì bà lão hôm sau đó, đi ra chợ phiên ở vùng quê đó, mới nói cho những người buôn bán ngoài chợ đó,
nói là hôm qua đó có hai đoàn quân đến đóng quân ở nhà tôi, đằng sau hè vườn nhà tôi. Một người thì bắt con gà, bắt đại con gà, rồi sau đó trả cho tôi tiền. Lì bà lão kể là trả tiền thì cái câu chuyện chúng tôi cũng vừa mới nói đó, là thay vì con gà nó con đồng, nhưng mà vị chỉ huy này trả 20 đồng. Rồi khi bà lão kể tiếp là trong khi các chú bộ đội đó là tới tội nghiệp lắm, muốn bắt con gà mà không dám bắt. Rồi tôi cho đó, tôi cho bắt con gà cho nên là thấy tội nghiệp lắm. Tôi cho bắt gà để ăn mà mấy chú cũng không dám bắt nữa. Đó, quý đồng bào thấy không? Cái ngụy quân tử nó nằm ở chỗ đó đó. Rồi khi mà bà lão ra ngoài chợ kể đó, thì tất nhiên là những tên cộng sản nó đã biết lộ rồi, là biết là cộng sản có đi vào vùng đó. Cho nên sao quý đồng bào biết hay không? Giết bà lão đó, giết bà lão. Như vậy chúng ta mới thấy được sự thật ở đây. Mà nếu chúng tôi không kể những câu chuyện này của Đức Quốc Công đã kể cho chúng tôi nghe, thì người dân lầm tưởng là cộng sản là những người tốt. Đó, thì câu chuyện này chúng tôi hy vọng tất cả những người dân Việt của chúng ta hãy nhớ cái câu chuyện này, để chúng ta đừng bao giờ lầm lạc. Đừng bao giờ lầm lạc. Vì cộng sản là những tên ngụy quân tử, ngoài mặt, ngoài miệng thì nói rất là tốt và rất là nhân đạo, nhân từ bác ái. Nhưng sao? Sau đó giết người dân không thương tiếc. Còn những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa thật thà, muốn ăn con gà, bắt con gà ăn, ăn rồi trả tiền một cách hậu hỷ. Thì chúng ta so sánh lại xem, tất cả những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tấm lòng nhân hậu, mặc dù bắt con gà nhưng trả lại số tiền rất là lớn. Và những hình ảnh chúng tôi cũng đã cho tất cả quý đồng bào cùng xem, những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những trận chiến khốc liệt, nhưng cõng những cụ già, ẵm những em bé và thậm chí cầm bình sữa để cho em bé bú nữa đó. Như vậy những hình ảnh đó đang lưu lại cho chúng ta ở các thế hệ mai sau biết được Việt Nam Cộng Hòa rất là nhân bản, nhân hậu, nhân văn, nhân từ và nhân đạo. Tất cả những chữ nhân của một con người đều nằm ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn cộng sản là những loài xài lang mà chúng giết hại đồng bào không thương tiếc bằng những câu nói mỹ miều, nghe thì tưởng là thương dân lắm nhưng giết dân một cách không thương tiếc. Thì chúng tôi kể câu chuyện này cho tất cả quý đồng bào hãy loan truyền câu chuyện này để cho tất cả những người dân của chúng ta đừng bao giờ nghe những lời ngọt ngào của cộng sản mà bị chúng dụ rồi chúng ta đi vào chỗ chết. Cộng sản là những con xài lang đang ăn thịt đồng loại không thương tiếc bằng một vẻ mặt bề ngoài là ngụy quân tử đó, thưa quý đồng bào. Bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát Việt Nam Tân Dân Chủ. Việt Nam Tân Dân Chủ rằng người anh hùng quang vinh, thiết chí hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam Tân Dân Chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp châu một nơi, bên tâm huyết tổ thắm núi sông xóa mong đêm đêm cho dân có nhân quyền tự do. Chiến thiên bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chi muôn vàng gian khó, thắp sáng anh bước quân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt càng năm sáng tươi.
bây giờ chương trình cũng đã dài, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay, và cũng xin hẹn lại tất cả quý đồng bào vào livestream sắp tới. Thì chúng ta cùng lắng nghe bài hát quen thuộc, bài hát Trưng Cầu Dân Ý, để cho toàn dân Việt của chúng ta hãy nhớ con đường duy nhất để xóa sạch chế độ cộng sản tại Việt Nam là lá phiếu trưng cầu dân ý. Kính mời quý đồng bào cùng nghe và chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Phật hồn thiên sông núi, xin gia hộ độ trì cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Trân trọng kính tạ ơn Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sông núi. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng chúng tôi cất cao lời thề son sắt do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào tạm biệt quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống được nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe và an vui. Trân trọng kính chào.